Tôi sẽ khai tất cả những gì tôi biết. Đây là con trai tôi. Tôi cần bảo vệ con trai mình. Mùa hè đáng nhớ bắt đầu bằng thỏa thuận của Senkuk Taskin, thủ lĩnh băng đảng tội phạm đã bị giam cầm 8 năm và công tố viên Selim tài năng. Công tố viên Selim phải bảo vệ con trai Akgun của tên tội phạm mà không ngờ rằng chính sự xuất hiện của Akgun sẽ mang tới những xáo trộn trong gia đình ông. Bố, tránh ra! Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Akgun, con trai của chùm mafia, là con người như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra với Akgun và gia đình công tố viên Selim? Đừng làm vậy! Bọn họ đuổi theo, sẽ phải. Tất cả sẽ được bật mí trong 93 tập phim Mùa hè đáng nhớ, phát sóng lúc 13 giờ hàng ngày trên VTV1, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6. Xe nhầm nhân duyên có bối cảnh cuối thời Bắc Tống, xoay quanh hai phú hộ lớn nhất là Tô Gia và Thạch Gia. Tô Gia muốn dùng hôn nhân để khống chế Thạch Gia, còn Thạch Gia lại muốn nhân cơ hội này lật đổ Tô Gia. Nha hoàn Dương Ý Liễu được lệnh đóng giả tiểu thư gả vào Thạch Gia làm gián điệp. Từ đây mở ra câu chuyện phim đầy kịch tính nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Xe nhầm nhân duyên có sự tham gia của nữ thần phim cổ trang Triệu Lệ Dĩnh cùng các nam diễn viên giàu thực lực khác như Thích Tích, Hàn Đống. Mời quý khán giả đón xem Xe nhầm nhân duyên phát sóng vào 19h50 hàng ngày trên kênh VTV2. Nhà bí mật là bộ phim phá án của điện ảnh Hàn Quốc. Phim xoay quanh câu chuyện về Ji Hwan, một luật sư trẻ lần theo dấu vết từ người mẹ mất tích và phát hiện ra những bí mật về thân phận của mình. Cùng với nữ bác sĩ phẫu thuật Jo Hong, mối tình đầu của Ji Hwan và Nam Tae Hyung, một công tố viên trẻ tự phụ, Ngôi nhà bí mật mang đến những tình tiết gay cấn và nhiều cảm xúc bất ngờ. Những sự thật nào sẽ được hé mở? Mối quan hệ hận thù, yêu ghét sẽ được các diễn viên tài năng thể hiện trong phim như thế nào? Mời quý khán giả cùng đi tìm câu trả lời trong Ngôi nhà bí mật, phát sóng lúc 12 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6.